Các nhà khoa học Trung Quốc đã bắt đầu giai đoạn 2 của việc thử nghiệm lâm sàng một vaccine ngừa COVID-19 tại thành phố Vũ Hán, theo truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV loan tin. Tính đến ngày 13 tháng 4, có 273 trong số 500 người tình nguyện đã được tiêm thử một loại vaccine thử nghiệm đầu tiên của Trung Quốc trong giai đoạn 2 thử nghiệm trên người, theo CCTV. Người tình nguyện lớn tuổi nhất là một cư dân Vũ Hán 84 tuổi, được tiêm vaccine vào sáng 13 tháng 4. Vaccine được chế tạo bởi một toán nghiên cứu dưới sự lãnh đạo của bà Chen Wei thuộc Quân y viện của Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự. Vaccine được xây dựng bằng phương pháp kỹ thuật gen và được dùng để ngừa các bệnh do việc lây nhiễm virus corona gây ra. Giai đoạn đầu tiên của việc thử nghiệm lâm sàng vaccine chú trọng đến sự an toàn của vaccine, trong khi giai đoạn thứ hai cân nhắc nhiều hơn về tính hữu hiệu của vaccine. Bà Chen nói, so với thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, thử nghiệm giai đoạn 2 có những nét đặc biệt, đó là nới lỏng hạn chế tuổi, cho phép người tình nguyện trên 60 tuổi tham gia. Trong số những bệnh nhân bệnh nặng vì virus corona, những người lớn tuổi có tỷ lệ cao, nên vaccine phải là lá chắn an toàn đối với họ. Bà Chen nói, vaccine giúp cơ thể sản xuất ra một bộ nhớ miễn nhiễm đối với một phần virus. Một khi virus xâm nhập, cơ thể nhận ra phần này cùng toàn bộ virus và tiêu diệt chúng.